Action. Xin chào các bạn, xin chào cả nhà. Hôm qua nha, là các bạn nhớ mình cũng ngồi đây nè, mình bắt con chó Lulu á, con Lulu đó, con Lulu bên đây nè. Cái mình cũng cho nó ăn nhưng mà nói chung là nó vẫn còn ngát, cái lúc mình cầm nó cái tay nó như này. Này nó chưa ăn. Nhưng mà cái hôm mà trước mà mình nói mà nó ăn cái xương gà mà mềm á là nó dành ăn với mẹ nó dữ lắm, giống như nó dành ăn. Hôm nay nè, mình chuẩn bị cái nước nè, nước gà hầm nha các bạn, nước gà hầm nè. Rồi hôm qua là có một miếng thịt ba rọi chiên rất là ngon các bạn, nó ngon lắm luôn á. Đó, mình ở đây mình sẽ đem bé Lulu qua cho bé Lulu ăn. Hay bây giờ đi đi từng bé Lulu. Huy nó ở đâu ta? Đây Tú, đứng đây quay nha, nếu quay được rồi nha. Cái này rất là đẹp nè, bé Lulu chụp với một cây xài, bạn thấy không? Nhìn hôm nay bé rất là tươi đúng không? Rồi vô đây để cho ăn nghe, cho bé Lulu ăn nghe. Nghe là để mình cho bé Lulu ăn để coi như là nó vẫn còn nhỏ, nó ăn không lại mẹ nó đúng không? Mình đem vô đây mình cho nó ăn riêng, còn khi nào có đồ nhiều á thì là mình sẽ cho mẹ con nó ăn luôn, nhớ mà. Tú quay sao quay đó. Đây nha. Lulu ăn nghe. Hôm nay bớt nhát rồi đúng không? Này cho nó mát xíu nha. Mát xíu nha các bạn. Các bạn không? Để Lulu như cái tập đầu tiên á, mình nói á, bé này đó là một mẹ của nó, cha mẹ của nó là anh em ruột á. Cha mẹ của đó là anh em, chị em ruột gì đó. Đó trước ra sau thì mình biết, nhưng mà nó cha mẹ nó là cho là cha là anh, mẹ là em đi, thì có nghĩa anh em ruột. Anh em ruột mà quan hệ với nhau á là ra bé Lulu này. Bé Lulu này á là một mẹ một con. Con quý tử á nha, bé Lulu là quý tử đó nha các bạn. Đây bé Lulu. Đây giờ ăn ở đây nha. Bé Lulu ăn ở đây khỏi phải giành nha, khỏi phải giành. Bé thơm không? Nè. Ồ nó chê. Ồ liếm nghe bé Lulu. Lulu ăn đi. Đó đó. Này. Nào. Đó thịt. Các bạn thấy không? Ăn rồi. Ồ hết luôn. Khoan nha các bạn. Để cho nó ăn cái này nè, nó đang chịu ăn. Nè các bạn thấy không? Đây là nước gà đó, nước cốt gà đó rất là ngon. Thơm lắm luôn á. Rất là thương nó, thấy không? Mấy món qua đây anh cho ăn nha ha, ăn đủ thứ luôn ha. Đó, ngồi chịu đó. Ây da. Nè. Cưng chưa các bạn? Thấy không? Mặt bé rất là ấy nè, mình là không có phải là nuôi bé, nhưng mà bé ở nhà kế bên này nè, có bà chủ kế bên này nè, nhưng mình cũng dặn hoài à, có nghĩa là dặn bé đi chích ngừa đó. Còn biết không? Chích ngừa. Đó, bé dễ thương không nè, cho coi sát bên nè. Ồ, bé chịu ăn rồi. Mới bước qua đây là ăn đồ ngon không nha. Mình hứa với các bạn là hôm nào mà bà cụ này á là biết sao? Gần 80 tuổi rồi. Gần 80 tuổi mà ăn trầu dễ cưng lắm. Các bạn bây giờ các bạn sẽ rất là khó nhìn thấy một bà cụ ăn trầu đúng không? Nè. Ăn đi luôn luôn. Ok, yes, thấy không? Hồi cái clip hôm qua đó là bạn thấy nó còn nhát, nó không ăn đúng không? Hôm nay nó mà ăn rồi nó rất là vui đúng không? Nó rất là vui. Đó,
mình sẽ post cái hình, post cái cuộc sống của bé Lulu này cho các bạn coi. Nó có hoàn cảnh đó nha các bạn, hoàn cảnh rất là đặc biệt, rất là thương tâm đó, đúng không? Thôi thôi thôi, giờ bé Lulu ăn miếng này nữa nha, ăn miếng này nữa thôi nha. Đó, đó. Không phải không, thơm lắm á. Cái này là đây này. Đây là cái gì biết không? Hôm qua là mình ăn mãng mỏ luôn đó. Cái này là ba rọi muối á. Nè, nhìn rõ rồi nè. Thấy không, ngon. Có thịt nè, có da nè, có mỡ nè. Ui, ngon lắm. Mình là đáng lẽ là mình ăn hết rồi đó, nhưng mà mình chừa cho bé Lulu. Cưng lắm luôn đó. Cưng lắm luôn á. Cho bé Lulu ăn nha. Không, chịu ăn rồi đó, chịu ăn là ngày nào mình cũng cho bé ăn hết trơn á, nhưng mà ăn phải lựa chọn các bạn, không phải là ăn ấy đâu. Với lại không nhất quyết là nó còn nhỏ đó, mình không nên cho nó ăn đồ ăn có xương á, nó bị mắc xương á, tội nghiệp nó. Đây là còn miếng cuối cùng nè, miếng cuối cùng nè, luôn ăn miếng cuối cùng nha, xong rồi chơi ha ha ha. Chơi xong rồi mai anh lại cho một cái gì đó, nhưng mà bé Lulu vẫn còn một cái này nè, để chiều ăn đi nha. Chiều nha, chiều bắt bé Lulu qua. Lulu đây ăn là nước gà, nước mình hầm gà nha các bạn, hầm gà để nấu súp á, súp mà mình nấu súp mà mình cái nước á, để mình nấu, mình mua chân gà nè, ức gà nè, để mình nấu cái súp giống như mình nấu tiếu bò viên, hoặc là nấu nuôi đó, ăn là đơn giản lắm đó. Đây là còn miếng cuối cùng, để Lulu thấy mặt rất là tươi này, ăn mấy miếng rồi không à. Lulu xin chào các bạn, Lulu sẽ gặp các bạn vào clip sau nghe. Clip sau là anh hứa cho Lulu uống nước gà, đúng không? Nước cốt gà đây là tiếp theo, món ăn tiếp theo Lulu sẽ uống nước cốt gà này, đúng không? Mà không biết là nó, mà mình hy vọng nếu mà nó mà thử liếm á, hiểu rồi, là coi như nó sẽ rất là thích nha các bạn. Thôi, Lulu xin chào và xin ngừng video lại đây. Lulu xin hẹn lại các bạn. Bye bye.